hãy đến với phần giao lưu cùng các cô gái xinh đẹp. Xin mời. Mình là Diệu Nhi, diễn viên tự do, sáng giờ chưa ăn gì hết. Cho nên hy vọng bữa nay vượt qua các phòng thi thì Nhi sẽ được ăn. Mình là La Thành. Hiện nay mình cũng là diễn viên kịch, sở thích của mình là thể thao. Sau mỗi lần mà đá một trận bóng đá xong thì rất là mệt, rất là đói, nên thường xuyên là ăn uống bốc hốt. Dạ anh Thành ơi, cho em hỏi là tại sao anh đá banh về anh không ăn bình thường mà anh phải bốc hốt? Bốc hốt dạ, dạ anh, em muốn chia sẻ với anh về điều này. Anh bốc hốt, anh xà bần được như vậy là rất là hay luôn đó anh Thành à. Nói chung là nó không phải là hành động của con người vậy đó. Dạ cái đó hơi quá rồi ông bà hạnh phúc bà già. Dạ, ý nói đây là Thành ăn cái gì cũng ăn hết mà mình nhiều khi mình ý thức được cái đó là không tốt, nhưng mà mình cũng ăn, không biết liều lượng sao cho nó đúng, ăn cái gì cho nó tốt. Hỏi. Bây giờ tôi nhìn Diệu Nhi, tôi nói thật lòng, tôi rất thích Diệu Nhi. Hay là chương trình số tuổi Diệu Nhi hiện tại là bao nhiêu? Dạ em 24 tuổi. Ủa trẻ trẻ quá vậy. Vậy tại sao? Chẳng lẽ ứng dụng này hư sao? Lắc. À quên. Ủa không anh ơi, tại sao thường người ta là cái khung bắt cái mặt mà nói là bắt cái da vậy anh? À, đánh giá về làn da. Là chỉ có những người 30 tuổi da như thế này. Dạ. Ăn đi nào. Thấy gọi ngon. Dạ. Như thấy bốn gân bò sao Như? Em thấy cái miếng gân bò này nè, trái tỏi á, là có vị tỏi nó làm kích thích cái vị giác của mình. Thành ơi, chú em hấp nướng Thành ơi. Cái âm thanh nó hấp dẫn nhưng mà cái môi cho em hấp dẫn lắm. Thơm lắm anh. Cái gừng nó thơm thoang thoảng nhưng mà nó vô cái nước luôn rồi. Mà cái nước nó lại thấm vô cái gân nhanh, bây giờ em cắn miếng gân nè. Anh không tin, anh ăn một miếng em mới coi. Phải tin, anh phải tin. Làm anh bò thớt đủ da nó ngon gì đâu bay ơi. Anh ơi giờ em còn miếng gừng em cho anh Thành được không? Chứ thấy anh nhìn hoài à, thiệt á. Mời bạn qua đây. Hãy chứng kiến sự tàn bạo này. Em thấy có thơm mùi cà ri nữa. Hình như là ướp vô bò hay sao á. Em có mùi nước cốt dừa. Đúng rồi. Anh thấy mùi hè không? Không đòi. Alo, chúc mẹ về mẹ nấu cho con hai nồi vịt tiềm đậu đỏ nha. Dạ. Có hàng bạn con lại ăn nữa. Bỏ rau đi nè. Trời ơi, hè đâu hết rồi. Anh đem em cho anh nấu cho nồi cháo đi anh. Em là bé hè nè. Chú Long, con thì con hồi nhỏ con thích chú Long diện lắm á. À, giờ chú Long cũng thích con lắm. Chú thích mặt chú Long ngồi ăn mà con đứng nhìn hết trời, thích gì hơn. Dạ, về. Thôi về dạ, chỗ đi dạ, Thành, dạ. Đừng có làm nhục cho Thành ơi. Cô. Rồi. Để một cơ hội cho bạn La Thành để thưởng thức món vịt rất ngon. Mà bạn Thành nhảy vũ điệu rau hẹ. Nhạc bắt đầu. Trời ơi. Không có dễ thương mấy mọi người ơi. Đúng rồi, phải dễ thương. Dễ thương nghĩ Thành ơi. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Phải đẹp tuyệt vời. Vậy đi. Tu là vậy tiếp cho Thành đi tu. Hay tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn, mời các bạn ngồi xuống. Ai thấy tiết mục vừa rồi dễ thương, giơ tay. Em ai thấy tiết mục vừa rồi quái? Em quái lắm. Rất là tuyệt vời. Vâng, tiêu chí của chúng tôi là đẹp. Chính vì vậy bạn La Thành không được ăn. Ủa, tính ra là mình giúp mà mình hại hả? Được ăn, đứng chơi. Ăn đi, vịt ngon lắm. Ăn đi, ráng tranh thủ ăn đi, đói á. Trong tất cả các loại đậu á, cái đậu mà mang tới nhiều nhất không chất oxy hóa, chống oxy hóa tốt nhất là đậu đỏ. Anh Gia nói vậy mới biết, em tưởng tí cái đậu tốt nhất là đậu đại học không á. Em nói chuyện vui quá, cho em ăn miếng đi. Ủa đi Thành, ủa đi con đi Thành. Em còn biết á, đậu đỏ khi mà mình luộc lên á, mình lấy cái nước của đậu đỏ mình uống á là mình vừa giảm cân mà vừa đẹp da nữa. Đúng rồi. Chương trình của chúng ta để có những bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. La Thành yên tâm đi, rồi bạn sẽ còn được ăn xà lách dưa leo nữa, chứ không phải riêng hẹ đâu. Đúng rồi. Đầu bếp đường hàng Charlie của chúng ta đã cho thêm hai nguyên liệu vào nấu chung với gạo lứt để cho dễ ăn. Và các bạn sau khi nếm thử hãy trả lời cho chúng tôi biết hai nguyên liệu đó là gì. Tên Vậy đây đi Tú, ba người cùng ăn nè Tú. Ăn để biết hương vị thôi nha Tú, chứ đừng nuốt hết nha. Đói rồi cái nuốt hết đi. Thử mà ăn
Đúng rồi, không phải là... Là thật, thử thôi. Thử. Và bây giờ các bạn có 10 giây, bắt đầu. 9. Hai nguyên liệu đó là gì? Hai nguyên liệu nấu chung với gạo lứt là gì? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Xin mời. Đầu tiên là em thấy có cái mùi của dừa mà nó giống dầu, chắc là dầu dừa. Còn cái thứ hai, một cái những cái hạt trắng trắng trong đó có thể là gạo tẻ. Gạo tẻ nấu chung với gạo tẻ. Không, gạo không phải dầu dừa, không phải dầu dừa. Dầu mà... dừa với gạo tẻ. Nước dừa. Không, dầu dừa. Lựa chọn dầu dừa. Dầu dừa và gạo tẻ. Dầu dừa và gạo tẻ. Và các bạn, Nhi, mời Diệu Nhi. Mà ý kiến của em là em thấy có nước dừa trong đó. Nước dừa tươi á. Chị thấy đậu xanh. Ủa, có đậu xanh hả? Đâu. Nãy bạn ăn xong rồi bạn nhả ra, bạn lấy bạn bị đậu que ăn cho đây bạn coi nè. Đậu que như vậy đó nè. Đậu gì? À, đậu que. Oh man. Đậu xanh với đậu que mà anh thấy. Lựa chọn của bạn là nước cốt dừa. Không, nước dừa tươi. À, nước dừa tươi và đậu que. Và bây giờ chúng ta hãy nghe câu trả lời từ anh Charlie. Hai cái nguyên liệu ở trọng đó là mấy anh nói đúng. Dầu dừa. Tại dầu tẻ và dầu dừa. Dầu dừa là nghệ sĩ hay dùng để mà dưỡng da. Cuối cùng đây Tài ơi. Anh ra từ đầu đi. Tự nhiên để chú Bạch Long ra từ đầu chi vậy giờ em luôn. Ở đây anh là người đàn ông công bằng nhất. Vâng, đây chỉ là câu hỏi phụ. Đây chỉ là câu hỏi ưu tiên thôi. Vì các bạn đã thắng ở câu hỏi này thì các bạn có quyền trả lời trước ở vòng chơi sau. Anh cho em hỏi là tại sao mình không nấu với gạo lứt với lại nếp mà phải nấu với dầu dừa và gạo tẻ? Gạo lứt đó rất là khó ăn thì mình cho cái gạo trắng vô á cho nó béo một chút, dầu dừa cho nó thơm. Ở Mỹ nhiều diễn viên ai cũng xài dầu dừa hết rồi. Angelina Jolie nè, Charlize Theron nè. À, anh Giang, dạ tiện đây em cũng giới thiệu là chị Buka. Dạ, là em là chuyên cung cấp sĩ và lẽ dầu dừa. Dạ mọi người ai muốn cần dầu dừa cứ liên hệ em. Không có chuyện quảng cáo trá hình. Không có chuyện quảng cáo trá hình. No, chừng nào cần dầu dừa gọi chat, ok. Chắc xong, không chấp nhận quảng cáo. Và bây giờ là câu hỏi dành cho các bạn, xin mời. Đây là cơm anh Charlie đã nấu sẵn. Hãy nhìn và nói cho chúng tôi biết đâu là gạo lứt và đâu là gạo huyết rồng. Huyết rồng là nó phải cái gì nó màu đỏ hơn, cái này đỏ hơn, nên chọn là gạo huyết rồng. Còn cái này là gạo lứt. Nó lứt hơn hay sao? Cũng giống lứt thì nó đen hơn. À, và mời các bạn trả lời. Cái đáp án của đội bên em giống như đáp án của đội Hòa. Vâng, hai đội có câu trả lời giống nhau. Nếu chính xác thì đội những người đàn ông sẽ giành chiến thắng. Bởi vì họ cũng bị ưu tiên. Mời anh Charlie. Cái này là gạo lứt. Xin chúc mừng. Cái nào vậy? Cái nào vậy? Em nhìn đi. Cái gì? Cái nào? Cái này. Trời ơi. Thắng rồi. Trời ơi. Đây. Đội chiến thắng sẽ là đội được quyền ăn hết dĩa này. Xin mời. Hay quá. Nào. Cạn miếng lá vô ăn cho có mùi đi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với đại tiệc gạo lứt. Cá hồi nha, là lúc mà nó bơi về là hình như em nghe nói nó bơi ngược dòng đúng không? Nó bơi ngược dòng không? Bơi về thịt nó chắc. Nó chắc như thịt gà mấy đứa. Ăn chất lừ. Cấp cho anh Thành. Ôi cưng, mới công vô cái muỗng của em á. Không sao, cái muỗng này không có ăn. Đừng có liếm nè, đây nè. Đây nè, không cho liếm gì hết á. Ông Hoàng hỏi em câu hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi em bất cứ một cái gì trong cuộc sống này á anh. Nếu anh yêu em có chịu không? Thêm nước sốt rất vô ăn cảm giác nó mát mà nó thơm cái kiểu mà của rau củ á, nó không có bị kiểu thịt cá quá. Hai món đường trời không ngon bằng những món này. Đâu ăn được biết hả? Nhột. Không phải, nhưng món này là từ người làm Hollywood làm, ngon hơn nhiều anh. Món chày. Dạ. Món này nè, các bạn thanh tao nó nhẹ nhàng lắm, các vị nó vừa phải. Mình ăn vô á, ngon một chuyện, nó không ghê mình cảm giác no. Tại nó giảm cân, giờ giảm cân mà. Dạ. Ăn bao nhiêu cũng không mập. Anh Thành đã nói sai rồi, gạo lứt gây no và không mập. Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức bánh tai yến và bánh gấc. Mời ông Hoàng trước, màu đỏ ăn cái màu đỏ luôn. Nói thiệt với mọi người, đây là cái bữa ăn đầu tiên mà tôi thấy không có sự ganh ghét gì ở đây hết. Cái bánh này là em thích ăn từ nhỏ tới bây giờ. Bánh này điển hình chiên rất nhiều dầu nha, nhưng mà ăn nãy giờ là không thấy dầu. Sao nổ bóng vậy? Cái này Mỹ không có món này. Tại vì cái này á là bột gạo.
Ở Việt Nam thì thích xài bột gạo. Thật ra cái bánh này tôi nhớ là cái tuổi thơ tôi hồi nhỏ. Hồi nhỏ tôi hay tụ họp mấy đứa em bé em nít ở chơi là cái bắt cái chảo á, rồi bỏ trứng vô cái quay đó chiên ăn bánh này. Sao tuổi thơ anh sướng quá vậy?